Trên khán đài của VBA Arena đang chứng minh sức hút với sự xuất hiện liên tục của những ngôi sao trong giới showbiz. Sau ca sĩ Phương Ly cách đây ít ngày, tới lượt đồng nghiệp của cô là ca sĩ diễn viên Miu Lê cũng thể hiện tình cảm với trái bóng cam bằng cách xuất hiện tại trận đấu Nha Trang Dolphins cho Sài Gòn Heat. Cách đây ít lâu, giọng ca 29 tuổi đã gây sốt với một số tấm ảnh chụp với concept bóng rổ. Được biết, bạn trai hiện tại của cô là anh Đào Tiến Hưng cũng là một cầu thủ bóng rổ không chuyên, từng là huấn luyện viên cá nhân cho nhiều cầu thủ thi đấu ở VBA. Trong trận đấu này, giọng ca gác lại âu lo cùng bạn trai ngồi ở hàng ghế courtside phía hội cổ động viên chủ nhà. Theo quan sát trên sân, có vẻ như Miu Lê thể hiện tình cảm dành cho Sài Gòn Heat, còn bạn trai cô lại cổ vũ Nha Trang Dolphins. Với sự xuất hiện ngày càng nhiều của những ngôi sao, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam ngày càng trở thành sức hút. Địa điểm thi đấu của VBA 2020 5 tầng quận 12 rất xa trung tâm và người hâm mộ đến sân hoàn toàn có thể phải chịu cảnh kẹt xe kéo dài. Vì vậy, sự có mặt của các cổ động viên đặc biệt này là càng đáng quý.